Già bất nhục nếu sớm biết ba điều này. Kính chào quý vị đang theo dõi trên kênh Ngẫm Chuyện Đời. Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị tự hỏi cuộc sống vì sao không được vui như mong ước hay không? Thật ra do ta sống mà phiền muộn quá nhiều, thông suốt quá ít, truy cầu quá nhiều, hài lòng quá ít, bận tâm quá nhiều, xem nhẹ quá ít. Con người ta vốn đã nhỏ bé, ấy thế mà chất đầy yêu hận tình thù, thì còn chỗ nào đâu để niềm vui có mặt nữa đây? Bây giờ, những năm còn lại trong cuộc đời của một người, ta cần sống thanh thản, sống thoải mái, sống hạnh phúc, vì qua một ngày là ta đã mất đi một ngày. Hạnh phúc do chính mình tạo ra, vui sướng cũng do chính mình tìm lấy. Những niềm vui, sự bình an luôn ẩn chứa trong những điều sau đây. Nếu bạn nắm được, cuộc sống càng về già càng yên vui. Ba thứ làm hỏng một đời, ba điều làm nên giá trị một con người, và ba điều đi qua sẽ không bao giờ lấy lại được. Đầu tiên, ba điều làm hỏng một con người. Thứ nhất là rượu. Trong kinh Phật có dạy, tửu sắc làm người ta sẽ trở nên sân si, dục vọng, luôn sống trong một giấc mơ không có thật. Rượu chỉ làm cho con người ta quên đi mọi sự trong chốc lát, nhưng khi tỉnh lại, mọi sự lại vẫn cứ quay xung quanh mình. Cứ mãi tìm quên trong rượu chỉ làm cho ta thêm mất phương hướng. Hơn nữa trong cơn say, mấy ai tự chủ được mình. Đó là một chất kích thích dễ gây nghiện. Rượu bia triền miên, sống trong cơn say, quên mình là ai, cần làm gì, phải làm gì, chỉ biết có rượu mà thôi. Và thường thì rượu là một trong những nguyên nhân gây ra mất an ninh xã hội, gia đình tan vỡ, gây gổ vợ chồng. Nó chẳng phải linh dược gì kỳ diệu, cho nên khi kiềm chế được thì ta nên bỏ nó đi. Điều thứ hai là sự giận dữ. Có một câu nói nổi tiếng là sự giận dữ bắt đầu bằng hành động ngu ngốc và kết thúc bằng nỗi ân hận. Trong giận dữ, khó mà có thể kiềm chế được bản thân. Đôi lúc chỉ vì một điều ta không như ý, ta bực bội rồi òa ra những thứ làm mất lòng mọi người. Cũng giống như hành động trong lúc giận dữ, là tự làm đắm thuyền trong cơn giông bão. Chính ta tự đẩy ta xuống hố sâu mà không hay. Người giận dữ thường là mất đi con người thật sự của mình, để cho phần con lấn át sang phần người. Mất lý trí coi như hỏng một con người. Điều thứ ba là lòng tự cao. Con người một khi có tính kiêu ngạo thì sẽ dẫn tới xem thường người khác. Trong tất cả các phương diện đều có thường cảnh giác, làm loạn, vì thế thất bại cũng là điều tất yếu. Kiêu ngạo cũng chính là con đường tự tìm tới thất bại do chính mình mở lối. Bởi thế mà cổ nhân có câu nói rằng, kiêu binh thất bại. Đại văn hào vĩ đại nhất lịch sử nước Anh, Shakespeare cũng từng nói, một người kiêu ngạo thường có kết quả sau cùng là chết trong chính sự kiêu ngạo của mình. Một người kiêu ngạo thường sẽ khó có thể nhẫn nại với người khác. Người này cũng bởi vậy mà sẽ không thể có được các mối quan hệ tốt trong xã hội. Người xưa cũng từng nói, giữa trời và đất, duy chỉ có khiêm nhường là đạo mang lại tài phúc. Kiêu ngạo sẽ sinh ra tự mãn thì dễ bị thất bại. Hãy nuôi dưỡng cho mình một sự cao quý từ chính phẩm chất khiêm nhường và đẩy lùi sự hèn mọn. Thứ hai, ba điều làm nên giá trị của một con người. Thứ nhất là siêng năng. Thời cổ có hai người đi đào giếng, một người tương đối thông minh, lúc chọn địa điểm, chọn một nơi tương đối là dễ đào ra nước. Người thứ hai thì khá ngốc nghếch, không biết xem địa chất mà tùy tiện chọn một nơi, rất khó đào ra nước. Người thứ nhất nhìn thấy nơi người thứ hai chọn thì cười thầm, trong lòng sinh ra một kế muốn chiếm lợi của người thứ hai. Thế là giả vừa nói, chúng ta cá cược đi, chúng ta thi đấu thử xem ai đào ra nước trước, người đó chính là kẻ thắng. Kẻ thất bại phải mời kẻ thắng tới quán rượu tốt nhất vùng này để uống rượu.
thế nào, dám thử không? Người thứ hai nghĩ ngợi, cảm thấy rằng cá cược này càng có động lực, thế là đồng ý ngay. Người thứ nhất tự cho là nắm chắc phần thắng trong tay, đào bỡ được bữa cái, một ngày đào giếng phải nghỉ ngơi 2 ngày. Người thứ hai không ngừng kiên trì, cả ngày không ngơi nghỉ. Người thứ nhất nhìn thấy độ sâu của người thứ hai sâu hơn mình thì chế giễu nói: "Anh à, đừng lãng phí sức nữa, tôi thấy anh có đào mãi cũng không ra nước đâu." Người thứ hai không để ý, hắn tiếp tục công việc của mình. Lúc này người thứ nhất bắt đầu sinh nghi ngờ đối với nơi mà mình chọn. Đào lâu vậy rồi mà sao vẫn chưa thấy có nước? Hay là đổi một nơi cạn hơn nữa vậy? Thế là hắn chọn một nơi càng dễ đào ra nước hơn, gật gù đắc ý nói: "Lần này đảm bảo 7 ngày có thể đào ra nước." Thế nhưng tới ngày thứ 6, hắn lại bắt đầu nghi ngờ rằng tại sao vẫn chưa thấy nước cơ chứ? Có phải mình nhìn nhầm rồi chăng? Thế là hắn ta lại đổi đi một nơi khác. Cứ như vậy, người thứ nhất đổi tới đổi lui, từ đầu tới cuối vẫn không đào ra nước. Mỗi lần đều là độ sâu các nơi đào nước chỉ còn một tấc thì hắn ta đã bỏ cuộc rồi. Lại xem người thứ hai, độ sâu anh ta đào sâu hơn tất cả mọi độ sâu của người thứ nhất. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là vẫn đào ra nước. Bài học rút ra là trước khi thành công, chúng ta khó tránh khỏi những lúc thất bại, nhưng chỉ cần khắc phục khó khăn, kiên trì cố gắng tới cùng thì thành công sẽ ở ngay trước mắt. Điều thứ hai là chân thực. Một người đàn ông ngoan đạo chuẩn bị đi du lịch với rất nhiều vali hành lý. Ông dự định chu du bằng xe lửa. Thế là ông đến quầy bán vé xe lửa để mua vé. Ông hỏi thăm thông tin về những chuyến xe lửa đi đến thành phố kế tiếp và quyết định mua vé cho mình và mua cả vé cho hành lý. Người bán vé xe lửa là một người quen cũ của ông. Khi nhìn thấy ông, người bán vé nhận ra ngay và chào hỏi ông một cách rất nhiệt tình. Khi nghe người đàn ông nói rằng muốn mua vé cho cả hành lý của mình, người bán vé nói với ông rằng không cần phải mua vé cho hành lý đâu và không cần phải lo lắng việc không mua vé cho chúng, vì tôi cũng sẽ đi cùng chuyến tàu với ông. Tôi đảm bảo là sẽ không có ai kiểm tra tới hành lý đâu. Người đàn ông ngoan đạo hỏi rằng: "Thế anh có thể đi với tôi được bao xa?" Người bán vé nói tên ga anh ấy sẽ tới và nói thêm: "Đừng lo, dù ông có đi xa hơn nữa, tôi cũng có thể báo với người soát vé ở trạm kế tiếp để ông có thể đi tiếp mà không có vấn đề gì đâu." Người đàn ông trả lời: "Vậy người soát vé đó có thể đồng hành với tôi được bao xa?" Người bán vé nói: "Anh ấy sẽ đi cùng với ông tới ga cuối cùng." "Nhưng chuyến đi của tôi không dừng lại ở đó," người đàn ông đáp lại. Người bán vé lúng túng hỏi ông: "Ông sẽ đi xa tới tận đâu?" "Tôi phải đi rất xa, nơi đó xa hơn rất nhiều so với các nhà ga ở thế giới này. Sau khi tôi chết đi, tôi sẽ phải gặp Thượng Đế. Lúc đó ai sẽ là người đi cùng tôi và giúp tôi để tôi có thể tới gặp Ngài?" Người đàn ông chậm rãi nói tiếp: "Xe lửa là phương tiện công cộng và không ai được phép mang hành lý quá nhiều lên xe mà không trả đúng phí. Hôm nay tôi có thể vì lợi ích của mình mà né tránh việc trả tiền vé, nhưng tôi không thể nào dối gạt được Thượng Đế. Ngài có thể nhìn thấy rõ ràng mọi việc." Người bán vé nghe thế, anh đã nhận ra sai lầm của mình. Anh xin lỗi người đàn ông và lấy vé cho cả hành lý như người đàn ông đã yêu cầu. Điều thứ ba là thành đạt. Một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy 3 cụ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên phiến đá ở trước sân nhà. Bà không quen biết họ, nhưng với con người tốt bụng, bà lên tiếng nói rằng: "Tôi không quen biết các cụ, nhưng chắc rằng các cụ đang đói bụng lắm. Vậy mời các cụ vào nhà tôi dùng một chút gì đó cho ấm bụng." "Ông chủ có nhà không, thưa bà?" Một cụ cất tiếng ái ngại hỏi. "Dạ thưa không, nhà tôi đi làm chưa về." Người phụ nữ trả lời: "Thế thì chúng tôi không thể vào nhà của bà bây giờ được." Đến chiều, khi người chồng đi làm về, người phụ nữ liền kể lại cho chồng nghe. Nghe xong,
Người chồng bảo vợ: "Vậy thì bây giờ em hãy ra mời ba cụ ông vào đây, nói với mấy cụ rằng anh đã về và muốn mời họ vào." Người vợ làm theo ý của chồng. Bà bước ra sân và mời cả ba cụ cùng vào. "Rất tiếc thưa bà, cả ba chúng tôi không thể vào nhà bà cùng một lúc được." Họ đồng thanh đáp lại như vậy. "Vì sao lại thế thưa các cụ?" Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi lại. Một cụ già bèn đứng dậy, từ tốn giải thích. "Cụ ông này tên là Dầu Sang, còn người kia là cụ Thành Đạt, còn lão đây là Tình Thương. Bây giờ bà hãy vào nhà hỏi ông nhà xem sẽ mời ai trong ba lão chúng tôi vào nhà trước nhé." Người phụ nữ đi vào nhà và kể lại sự việc cho chồng. "Ôi, vậy thì tuyệt quá." Người chồng vui mừng nói. "Vậy thì tại sao chúng ta không mời cụ ông Giàu Sang vào trước? Dù đây cụ sẽ cho chúng ta nhiều tiền bạc và của cải sung túc." Nhưng người vợ lại không đồng ý. "Nếu vậy thì tại sao chúng ta lại không mời cụ Thành Đạt vào trước chứ? Chúng ta có quyền cao chức trọng và được mọi người kính nể." Hai vợ chồng cứ tranh cãi một lúc mà vẫn chưa đi tới quyết định. Cô con gái nãy giờ yên lặng, bỗng dưng lên tiếng nhỏ nhẹ. "Ba mẹ, tại sao chúng ta không thử mời ông già Tình Thương vào nhà trước đi? Nhà mình khi ấy sẽ tràn ngập tình yêu thương ấm áp và ông già sẽ cho gia đình của chúng ta thật nhiều hạnh phúc." "Có lẽ con gái mình nói đúng." Người chồng suy nghĩ rồi bảo bà vợ: "Vậy thì em hãy ra ngoài mời cụ Tình Thương vào trước đi vậy." Người phụ nữ ra ngoài và cất tiếng mời: "Gia đình chúng tôi xin hân hạnh mời cụ Tình Thương là vị khách đầu tiên vào với gia đình chúng tôi." Cụ già Tình Thương từ tốn đứng dậy và chậm chậm bước vào nhà. Nhưng hai cụ già kia cũng từ từ đứng dậy và bước theo cụ già Tình Thương. Rất đỗi ngạc nhiên, người phụ nữ bước lại gần hai cụ Dầu Sang và Thành Đạt hỏi rằng: "Tại sao hai cụ cũng cùng vào theo? Các cụ chẳng đã nói là cả ba cụ không thể vào nhà cùng một lúc hay sao?" Khi ấy cả hai cụ cùng trả lời: "Nếu bà mời cụ Dầu Sang hay là Thành Đạt tôi đây thì chỉ một trong hai chúng tôi mới vào nhà được thôi. Nhưng vì bà mời cụ ông Tình Thương nên cả hai chúng tôi cũng sẽ vào theo. Bởi vì ở đâu có Tình Thương thì ở đó sẽ có Dầu Sang và Thành Đạt." Thưa quý vị, giá trị cuộc sống nằm ở cốt lõi bên trong, không phải là thứ có thể nhìn thấy bên ngoài. Dầu có và thành đạt, chỉ tới khi bạn biết hài lòng và cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với cuộc sống hiện tại, chứ không phải tranh đấu mưu mô, toan tính bằng mọi giá để mà giành giật mọi thứ về mình. Thứ ba, ba điều đi qua sẽ không bao giờ lấy lại. Thứ nhất, lời nói. Miệng của ta là người phát ngôn của trái tim ta. Nói cái gì, nói như thế nào cho phù hợp với tình huống, không do miệng quyết định mà được quyết định bởi trái tim và trí óc. Trong cuộc sống có rất nhiều người miệng nhanh hơn não. Họ không suy xét sự việc đúng hay sai, chưa xem xét toàn diện đã vội phán như đúng rồi. Chúng ta mất 2 năm để học nói, nhưng mất cả đời để học cách im lặng. Nếu không biết rõ ràng tường tận sự việc nào đó thì cứ bảo không biết. Hãy học cách im lặng, nói năng từ tốn. Nếu không biết thì đừng nói, vì bạn sẽ không biết được người đối diện sẽ moi móc lỗi sai của bạn hay là đem câu chuyện đó mách lèo với người khác, và tai họa cũng từ đó mà ra. Thứ hai là thời gian. Thời gian rất vô tình, không vì ai mà trôi nhanh hơn, cũng chẳng vì ai mà đi chậm lại. Hầu như mỗi chúng ta đều đang hưởng thụ cuộc sống theo một cách rất ấu trĩ. Chúng ta cứ buông trôi cuộc đời để thời gian trôi đi một cách vô nghĩa, chìm đắm trong những tháng ngày ăn chơi sa đọa hoặc tự chôn vùi tuổi thanh xuân của mình trong mớ hỗn độn, không mục tiêu, không ước vọng. Đến khi tuổi già ập tới thì không có gì trong tay, mới chợt nhận ra bản thân mình để tuổi xuân trôi qua hơn phân nửa cuộc đời rồi. Và ta đã không thể quay lại với những năm tháng ấy, những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết. Nhưng trái lại, nếu bạn biết tận dụng tuổi trẻ, biết cách sống và làm những việc có ý nghĩa, thì thời gian qua đi sẽ để lại cho bạn rất nhiều điều thú vị, bao gồm kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức
những hồi ức mà bạn sẽ không bao giờ quên. Thời gian cũng là liều thuốc tốt để giúp bạn chữa lành vết thương sâu đậm nào đó, và nó cũng tạo ra nhiều cơ hội để cho bạn thực hiện được lý tưởng sống của mình, thực hiện ước mơ trong cuộc đời. Thứ ba là cơ hội. Cơ hội chính là bước đệm để con người chạm tới lý tưởng sống, những ước mơ, kỳ vọng và giới hạn của bản thân. Mỗi người chúng ta không thể mong đợi rằng sẽ gặp nhiều cơ hội trong đời, và những cơ hội này cũng không bao giờ sẽ trở lại ở những thời điểm khác nhau. Cần phải suy nghĩ thật thận trọng mỗi khi quyết định từ chối một cơ hội nào đó theo tinh thần sông có khúc, người có lúc. Nếu như bỏ lỡ một cơ hội tốt nào đó, chúng ta sẽ nuối tiếc và ân hận suốt đời còn lại. Quý vị thân mến, chúng ta thử làm một phép tính đơn giản. Tuổi thọ trung bình của chúng ta chỉ khoảng 60 tuổi, thì 10 năm đầu đời là trẻ thơ, 10 năm sống với tuổi già và bệnh tật, còn lại 40 năm chúng ta chia đôi trong ngày và đêm, vậy là còn 20 năm. Rồi trong một ngày, vì lo chuyện cơm áo gạo tiền, chúng ta phải lao nhọc từ 8 đến 12 tiếng, rồi thời gian bệnh, mệt mỏi, chán nản. Vậy thì cả cuộc đời này, thời gian chúng ta thật sự vui vẻ và hạnh phúc được bao nhiêu? Dù đời ta có dài hay là ngắn ngủi, hãy làm điều gì đó thật ý nghĩa. Hãy nuôi dưỡng trái tim từ ái, yêu thương hơn là xem nặng danh lợi tạm bợ. Hãy sống thật hạnh phúc để khi nhắm mắt xuôi tay, giã từ cõi tạm này để trở về với cát bụi, thì chúng ta có thể mỉm cười, thảnh thơi về miền đất mới.